Ngày hôm nay Nhung có nhận được nhiều chị hỏi Nhung cái cách mà sử dụng những cái sản phẩm mà mấy chị mua cả tháng này với Nhung mà chưa có xài hết và cũng không biết cái xài nữa, và đặc biệt nhất là cái sản phẩm mà Isopure. Isopure thì tại vì hôm trước có một ngày hai ngày là Nhung mới vừa bán cái sản phẩm này trong tuần này thôi, tại vì nó mới về thì xong rồi có rất là nhiều người không có biết cách sử dụng đúng không ạ? Thì bây giờ là mình sẽ phải sử dụng cái sản phẩm này như thế nào, thì ngày hôm nay Nhung sẽ quay trở lại một lần nữa hướng dẫn cho các chị cách sử dụng những cái sản phẩm mà mấy chị đã mua, và nó hơi thiên về đặc trị một tí xíu cho nên mấy chị sẽ cần phải có những cái step làm cho đúng và chuẩn bị cho đúng để làn da của mình được đẹp hơn nha. Mấy chị vào xem livestream vui lòng chia sẻ giùm cho em một cái để cho em nó vui cái nào. Rồi, sáng sớm thì mình sẽ làm gì ngày hôm nay là mặt mũi nè, ngủ dậy không làm gì hết, kẻ chân mày làm đẹp cho cái cặp mắt chút xíu và đánh môi son, còn lại là mặt của mình là không có phấn, để một lát nữa mình chuẩn bị để mà làm cái isopeel nha. Rồi trước tiên hết, thường ngày như thường là Nhung sẽ sử dụng cái gì? Ngày 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 mới bắt đầu Nhung luôn bắt đầu cùng với một cái chai nước nhân sâm như thế này. Nhung chưa ăn sáng luôn. Hôm qua Nhung thức hơi trễ, hôm qua Nhung thức làm việc hơi trễ, Nhung làm việc gần đến 2 giờ sáng Nhung mới ngủ. Thì sáng thường là Nhung dậy trễ, giờ giấc của Nhung làm việc nó hơi bị khắc nghiệt, khác với người thường lắm. Cho nên thường là lúc nào Nhung phải cần nhân sâm, bởi vì hồi trước Nhung hay nói với mấy chị là một ngày Nhung uống 2 chai nhân sâm là vậy. Thì buổi sáng Nhung uống 1 chai và buổi tối vì Nhung phải thức khuya nữa cho nên thường là Nhung phải 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 uống thêm 1 chai thì Nhung mới có năng lượng. Hello chị Thu. Cheers cho những chị nào có cái nước uống Korean ginseng berry. Hello, em nghe cái bài này riết mà nó nhập vô đầu em, mà riết mà em giống như là em bị gì á, tiếng Việt mình nó gọi là cái gì ta, bị liệu á, tức là mình ngồi mình hát lảm nhảm theo nó luôn mấy chị. Và buổi sáng á uống xong á, thường là Nhung sẽ uống sữa, uống xong xong thường Nhung uống sữa, hoặc là buổi sáng của Nhung thường là trái cây như vậy nè. Nhung sẽ thay đổi những cái loại trái cây khác nhau, ví dụ như táo, nho hay là chuối. Rồi. Ok các chị, ngày hôm nay là ngày cuối tháng rồi, cho nên là đa phần những cái sản phẩm mà sau đây em sử dụng thì em sẽ làm là thiên về dưỡng da cho mấy chị hơn một chút xíu. Alright, bây giờ em sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mấy chị cách sử dụng, cách peel da và thay da để làm cho cái da của mình đẹp hơn. Đặc biệt là trong cái mùa đông này là cái mùa tuyệt vời nhất để cho các chị dưỡng da và thay da của mình, tại vì ánh nắng sẽ dịu hơn và không bị gay gắt. Tuy nhiên các chị vẫn phải sử dụng kem chống nắng trong suốt cái mùa đông này. Khi mà mùa đông mấy chị đôi khi ở những cái tiểu bang lạnh quá mấy chị sẽ không có thấy ánh nắng mặt trời, nhưng mặt trời nó vẫn ở trên đầu mấy chị nha, nó chỉ là bị mây che khuất thôi, và cái không khí lạnh mấy chị không nghĩ là nó sẽ ẩm da mấy chị đâu, mà nó ngược lại làm da của mấy chị khô gấp bội lần so với mùa hè. Không có mặt trời thì mình sẽ không có ánh sáng. Thế nên là mấy chị đừng nghĩ là không có mặt trời, không có nắng thì khỏi cần xài kem chống nắng, đó là hoàn toàn sai lầm nhé. Mấy chị vẫn phải tiếp tục xài kem chống nắng giùm em. Dù là mấy chị ở nhà thì mấy chị vẫn phải xài kem chống nắng. Lý do là tại vì khi mà mấy chị nấu cơm hoặc là mấy chị chỉ cần bước ra đường một chút thôi là đủ để cho ánh nắng nó hắt vào trong mặt của mình. Còn nấu cơm là một cái nóng khác mà sẽ có thể hấp da mặt của mình, hoặc là nướng đồ ăn hoặc là xào đồ ăn, nó đều có cái tác dụng là làm cho cái da mặt của mình bị bỏng. Thứ hai nữa là khi mà mấy chị đi làm, mấy chị đeo khẩu trang nhiều, có nhiều chị lại suy nghĩ là tôi đi ra làm, bước chân lên xe có chút xíu, ngồi trong xe rồi đi vô chỗ làm, mình đeo khẩu trang mình đâu có thấy nắng mặt trời đâu, làm gì mà cần phải đeo kem chống nắng làm gì. Sai luôn nha, tại vì khi mà mấy chị bước chân vô xe, mấy chị ngồi trong xe
thì cái ánh nắng nó vẫn xuyên qua xe của mình. Và rồi khi mà mấy chị đi vào chỗ làm, mấy chị đeo mặt nạ, nhưng mà cái đèn hoặc là cái computer, cái đèn bàn thì nó vẫn có những cái ánh sáng làm cho cái da của mình dễ bị hư. Thế nên là có rất là nhiều chị mà xài giống như là những cái loại đèn vàng mà khi mà mình làm nails á, là dễ bị cho cái mặt của mình nó nóng lắm, tại cái heat đó mấy chị, và cái đèn nó rất là hại cho da mặt của mình. Hello chị Khoa Cát, hello chị Hà Quấn Văn. Ngày hôm nay thứ bảy máu chảy về tim, cho nên là Nhung sẽ ít buôn bán lại ngày hôm nay mà tâm sự nhiều hơn, cũng như là mình chia sẻ cách mà dưỡng da ha. Cho nên là mấy chị nào mà muốn nghe Nhung nói chuyện, và chị nào mà đã mua các sản phẩm của công ty iSolve, thì đặc biệt ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn sử dụng các sản phẩm của công ty iSolve cũng như là cái máy massage, tại vì hai cái sản phẩm này là hai sản phẩm hot hàng nhất ở trong tháng 10 vừa qua, và Nhung tin chắc là trong tháng 11 nó vẫn sẽ làm mưa làm bão trong shop của mình Nhung nha. Bây giờ Nhung nói sơ về những cái kem chống nắng, tại vì lúc nào Nhung cũng luôn miệng đầu live hay là trong live Nhung only nói với các chị là kem chống nắng là thứ quan trọng nhất. Thế nên là các chị lúc nào cũng nhớ dưỡng da phải đi kèm với kem chống nắng giùm em nhé. Rồi bây giờ thì em sẽ nói qua cái sản phẩm iSolve này. Đây là một cái sản phẩm mà mình đã giới thiệu trong tuần vừa qua, và đây là một cái sản phẩm rất mới ở bên công ty của Nhung. Ở dòng iSolve này thì mấy tháng trước Nhung đã bán về cái serum trắng da, serum làm chống nhăn da và kem rồi lifting. Nếu mà chị nào đã xài qua rồi thì 100% khách hàng đều có một lời khen, không ai mà Nhung thấy có một lời chê hay là nói cái sản phẩm nó bị dị ứng cả. Thì thành thử là Nhung mới nói là ok, mình sẽ tiếp tục nghiên cứu về các sản phẩm của iSolve. Thì cái dòng này họ cũng đã gửi cho Nhung khá lâu, nhưng mà Nhung phải xài trên bản thân của mình trước khi mà Nhung giới thiệu cho các chị. Đây là một cái dòng peel da mà giúp làm cho cải thiện cái độ sáng trắng cũng như là làm cho cái da của mình nó không có lão hóa nữa. Có rất là nhiều những chị mà làm facial và làm chuyên về facial thì các chị kiến thức sẽ là nhiều hơn em về da. Nhưng mà về sản phẩm thì đây là một trong những sản phẩm mà em cảm thấy nó rất an toàn cho khách hàng của mình sử dụng. Bởi vì sao? Bởi vì sản phẩm của công ty iSolve là medical skincare. Medical skincare có nghĩa là những cái sản phẩm đã được nghiên cứu và được kiểm duyệt bởi KFDA của Hàn Quốc. Hello chị Laura. Và cái sản phẩm này nó dùng những cái nguyên liệu là những nguyên liệu tươi, những nguyên liệu rất là tự nhiên để giúp cho mình peel da. Khi các chị nghe nói đến peel da là các chị sẽ nghĩ ngay đến cái mặt của những cái người mà bị giống như là bỏng, rồi tróc da, lột da, đen da, rồi bị ăn da các kiểu. Thì sản phẩm này 100% không gây bỏng da, không gây rát da, không gây cho mấy chị tình trạng bị lột da từng mảng như những cái loại sản phẩm khác. Chị nào mà làm facial mà đi lột da của khách nhiều quá thì cũng nên cẩn thận. Tại vì khi mà chúng ta lột da người không sao, nhưng mà lột da mặt, nếu mà các chị khách hàng mà không có giữ gìn cẩn thận là nám nó còn nặng hơn, và thậm chí nó để lại thẹo và nó để lại tổn thương cho da mình rất nặng. Thì đây là một cái nghiên cứu của bên công ty iSolve Hàn Quốc. Khi mà mình sử dụng nó 100% không lột da, Nhung sử dụng cái này một tháng rồi. Và một liệu trình của cái hộp này sẽ là 10 tuần. Một liệu trình của nó sẽ là 10 tuần với chị nhé. Không gấp được, cái này sẽ không gấp được. Vì sao? Vì mỗi một tuần mình peel ra. Nói peel là giống như là tẩy thôi chứ không phải là peel là lột nhé. Cái loại này 10 tuần. 10 tuần chẵn. 10 tuần chẵn mấy chị yêu. 10 tuần chẵn, mỗi một tuần mình làm một lần thôi. Da của mình sẽ ổn, không bị vấn đề gì cả nếu mà chị làm đúng 7 ngày. Khi mà một lần mình peel ra thì cái da của mình sẽ trở thành da non và da mới, và cứ như vậy nó sẽ thay da cho mình trong vòng 10 tuần lễ thì cái da của mình sẽ đẹp hơn. Thành thử là mấy chị không gấp được. Nếu mà mấy chị peel nhiều quá, da của mình nó là da non, nó không cần thiết. 7 ngày là vừa đủ để cho cái chu kỳ da của mình nó mọc lại và nó làm lành cái vết thương trên da của mình. Rồi, mấy chị nếu như chị nào mà da bình thường nhưng mà mấy chị rờ lên, mấy chị thấy cái lỗ, mấy chị thấy cái da mặt của Nhung không? Mấy chị thấy dường dường như là cũng không hoàn hảo lắm, tại vì Nhung vẫn còn một vài cái đốt này. Đó, Nhung vẫn còn một vài cái đốt này. Là một Nhung bị là khi mà Nhung sinh con xong là Nhung bị rồi Nhung đi nắng. Đi tắm biển á.
Nhưng mà những cái vùng khác của nhung thì cái da mặt của nhung độ chân lông rất nhỏ. Thì peel da là dành cho những lúc mà mình một năm mình nên peel da một lần để cho da của mình nó tươi trẻ trở lại. Và rồi mình có thể kết hợp với bất kỳ những cái loại kem hay là cái loại dưỡng da nào khác. Cũng như là ví dụ như là những chị nào mà bị mụn, thẹo do mụn để lại, hoặc là những cái vết nám, những cái vết thâm, những cái vết đồi mồi đều có thể sử dụng cái này. Và những chị nào mà da bình thường mà chưa có đẹp mà muốn ra được da như em bé thì cũng sử dụng cái này. Một liệu trình của nó sẽ là 2 tháng rưỡi các chị nha, nhớ là 2 tháng rưỡi lận. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu các chị nhé. Mình sẽ bắt đầu một bộ này giống như Nhung nói là nó sẽ có 10 tuần. Thì nó sẽ có 2 step tổng cộng ở trong này. Ở đây nó sẽ có 2 step. Step 1. Step 1 này nó gọi là solution. Step 1 là solution. Step 1 là solution. Cái solution peel này nó bao gồm là những cái nguyên liệu tươi mà nó chiết xuất từ cái trái nho. Bởi vì cái trái nho nó có những cái chất antioxidant rất tốt, và đồng thời nó còn có thêm những cái chất như là AHA, BHA là những cái hợp chất giúp làm tẩy da và giúp làm cho làm lành vết thương và thay da của mình. Ngoài ra nó còn có những cái nguyên liệu axit tự nhiên giúp làm cho da của mình lột nhẹ ra. Rồi, khi sử dụng cái này một ngày trước khi mấy chị sử dụng cái peel, mấy chị một ngày hoặc hai ngày trước đó mấy chị làm sạch da của mình cùng với những cái loại mà sữa rửa mặt, tẩy da chết, để cho lấy bớt đi cái lớp sừng ở trên mặt của mình trước. Rồi cái sản phẩm này xuống thì nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà không có làm cùng trong cái ngày mà mình peel, mình phải làm cái bước tẩy da chết một hoặc hai ngày trước đó. Tại vì mỗi lần mấy chị tẩy da chết đi thì nó sẽ ra da mới cho mấy chị. Nhưng mà mình sẽ phải làm cái công việc mà tẩy da đó trước khi mình bỏ cái này lên. Cái bước mà những cái sản phẩm giống như là peeling gel ngày thường đó, nó chỉ là lấy cái lớp sừng ở trên mặt của mình mà thôi, thì nó sẽ trồi lên cái lớp da mà bình thường, không phải là da non nghe thấy ghê lắm, nhưng mà thường là da của mình nó sẽ có 3 lớp. Thì cái lớp ở trên nó là một cái lớp sừng, lớp mà nên bị vứt đi để cho nó ra được cái da mới ở dưới, nó trồi lên thì mình nó mới thấy đẹp được, mới thấy mịn được. Rồi thì khi mà mình tẩy da xong, ngày hôm sau trước khi xài cái này mới chỉ có thể thoa bất kỳ một cái loại serum nhẹ nhẹ nào lên trên mặt của mình trước, để cho cái da mặt của mình nó được cân bằng cái độ ẩm. Xài toner và xài serum trước khi xài peel giùm em. Toner và serum giúp làm cân bằng độ ẩm và cho thêm cái chất bổ xuống da của mình trước đã. Rồi sau đó mình bắt đầu làm cái công việc này. Ok, mình sẽ bắt đầu làm cái bước 1 là bước solution peel da. Thì đây là một cái bước solution peel da đây. Ok. Rồi, đây là bước solution peel da, nó không có cái gì mà quá phức tạp cả và nó rất sạch sẽ. Và một cái hộp như thế này á mấy chị, thực ra là nó rất là nhiều. Một cái mặt mà nhỏ giống như Nhung như vậy á thì hơi bị dư luôn á. Nhung xài là hơi bị dư nè. Thường là cái này nó hơi bị dư thì Nhung sẽ xài luôn xuống cho cái Nhung sẽ xài luôn xuống cho cái cổ của mình. Đó. Thì Nhung mới nói là những chị nào mà bị nhăn á, không phải là chỉ có cái vùng mặt của mình thôi, mà mấy chị nên nhớ là cái vùng cổ. Mấy chị thấy nè, Nhung bắt đầu xuất hiện nếp nhăn ở dưới vùng cổ, cho nên Nhung bây giờ là bắt đầu là chuẩn bị là rất là thích khe cái vùng cổ của mình rồi. Chứ da mặt á thì lo, nhưng mà kiểu như là ở trên mặt mình có thể make up, mình có thể làm đủ trò hết, nhưng mà đến lúc mà mình đi xuống cái vùng cổ á, nhìn cái vùng cổ của mình nó nhăn như một khúc luôn thì nó già lắm, đúng không ạ? Thế nên là khi mà mình làm á, nếu mà sản phẩm nào còn dư thì mình nên hoa xuống cho vùng cổ. Rửa mặt nước hoa hồng xong rồi chị thoa giùm cho em thêm bất kỳ một cái loại serum nào nha chị nha. Để cái serum khô xong rồi bắt đầu mình peel ạ. Hello chị Thảo. Chị Thảo có đang có cái sản phẩm này không? Lấy ra xài chung với em nè, làm từng bước theo em luôn. Bữa sau chắc em phải hẹn hò các chị mua sản phẩm gì của em. Ngày nào mà em làm demo sản phẩm gì thì mấy chị lấy ra vừa xem em mà vừa làm luôn nha. Nè, bây giờ là em thoa cái peel này xuống dưới cổ luôn. Nếu mà còn dư thì thoa lên tay luôn. Đảm bảo với mấy chị, tay mấy chị sẽ đẹp lắm. Có gì còn dư thì thoa lên tay luôn nha. Rồi, cái bước peel này á mấy chị,
Cái bước peel này nếu mà da bình thường nha, cái bước peel số 1 này, cái solution số 1 nếu mà da bình thường thì mấy chị chỉ cần để 10 phút giùm em. Bước số 1 này để 10 phút. Nếu mà da sensitive, da mụn thì mình để chỉ là 3 phút mà thôi nha. Xong rồi mình qua cái bước thứ 2. Mình qua cái bước thứ 2 thì mình mới để tới là bước thứ 2 thì mình mới để qua thành 5 phút cho da bình thường. Rồi bước nếu mà da sensitive thì mình chỉ để 2 phút. Dạ, sản phẩm này em còn chị gái. Sản phẩm peel da này một hộp này á. Sản phẩm peel da này một hộp là 250 đô mà em đang bán với giá khuyến mãi. Hết tuần này là 195 đô. 195 đô em sẽ tặng cho mấy chị thêm 10 miếng mặt nạ. Mà nói chung là ngày hôm kia thì em có mặt nạ vàng. Em có mặt nạ vàng mà em không biết mặt nạ vàng của em. Em quên em không đem về nhà. Cho nên em sẽ không có cái mặt nạ vàng để mà tặng ngày hôm nay. Nhưng mà em sẽ có một cái mặt nạ khác để mà tặng cho mấy chị. Ngày hôm nay nếu mà chị mua thì em gửi tặng cho chị là mặt nạ tổ yến nha. Mặt nạ tổ yến cũng rất là lành tính, cho nên là ngày hôm nay là ai muốn lấy mặt nạ vàng á thì có thể comment inbox cho nhân viên em là nói lấy mặt nạ vàng. Còn nếu không là em có cái mặt nạ tổ yến, em có thể tặng cho mấy chị cũng là 10 miếng mặt nạ tổ yến. Tại vì cái mỗi lần mà mấy chị peel da xong á thì mình phải đắp một miếng mặt nạ lên để cho nó calm da của mình lại. Thì mấy chị có thể chọn giùm em là cái mặt nạ vàng hoặc là mặt nạ tổ yến đều ok. Tại vì một lát nữa em sẽ sử dụng mặt nạ tổ yến nha. Chứ không có mắc công thì mấy chị lại ấy. Rồi em sẽ tặng thêm cho mấy chị một cái chai kem chống nắng nữa. Mình sẽ có một chai kem chống nắng để tặng kèm cho mấy chị. Đó, mình sẽ có một chai kem chống nắng để mà tặng kèm cho mấy chị. Giống như là Nhung nói đầu live, mấy chị xài cái này thì mấy chị sẽ phải kèm thêm một cái chống nắng. Thế nên là Nhung để trọn bộ cho mấy chị thì mấy chị không thể nào mà nói với Nhung là chị quên hay là chị không có kem chống nắng hay là chị không cần phải mua gì hết. Một bộ là 195 đô chị Laura sẽ có thêm cái này. Một tuần mình xài một lần, mấy chị xem nè. Em nghe xong bài Binzy là em có thể qua được đó. Sản phẩm peel da này rất là an toàn. Lần đầu tiên mấy chị xài thì nó sẽ hơi giống như lăn tăn một chút xíu, tại vì giống như là nó activate cái nguyên liệu. Ok chị Laura nha. Thì nó sẽ activate. Nó sẽ activate những cái nguyên liệu của nó xuống da của mình. Thì cái lần đầu tiên nó sẽ có thể làm cho cái da của mình hơi bị nhạy cảm và mẫn cảm. Thế nên là lần đầu tiên mới chị có thể xài nó ngắn hơn một tí xíu. Lần đầu tiên mới chị có thể xài là total cái tổng thời gian khoảng 5 phút thôi. Nhưng mà em thì thường là cái lần đầu tiên khi bất kỳ sản phẩm nào em sử dụng em cũng đều sẽ cố gắng mà em giữ nó ít nhất là 5 phút. Xong sau đó mình mới qua cái bước thứ hai nha. Tại cái bước đầu tiên, cái bước số 1 là nó có những cái loại axit nhẹ. Cái AHA và BHA là một cái loại hỗn hợp axit mà nó giúp làm cho xuyên thấu xuống làn da của mình. AHA là làm tẩy cái tế bào chết trên da. BHA là một loại hợp chất mà nó có thể thấm qua dầu, hòa loãng trong dầu đi xuống da của mình và nó làm cho cái chất bổ để mà xuống da, làm cho nó trắng da và nó đẩy lên cái chất mà dơ ở dưới da của mình là thứ nhất, và nó sẽ làm xóa đi những cái vết mà thâm nám ở trên da của mình. Cái nặng nhất của trên da mặt của Nhung hôm bữa là Nhung có cái thẹo ở đây nè, là do mụn để lại. Nhung có cái thẹo do mụn để lại. Thì thường á, mấy chị để ý nè, da Nhung hồi trẻ rất là lành tính. Nói chung là mụn mà xuất hiện chừng một tuần sau là nó sẹp mà nó không có để lại thẹo. Hoặc là nếu mà có để lại thẹo chừng 1-2 tuần là nó hết. Nhưng mà bây giờ da Nhung là cũng gần tới 40, mặc dù nhìn thấy rất là tươi trẻ nhưng mà có thể thấy được rõ cái sự lão hóa trên da của mình, là khi mà mình nổi mụn một tháng rồi nó chưa lành thẹo. Đó, một tháng rồi mà nó chưa có tan được cái vết thẹo này. Thế nên là Nhung sẽ phải sử dụng rất là nhiều những cái sản phẩm chung với nó. Ví dụ như bây giờ Nhung đang sử dụng dòng kem của PC nè, Nhung có sử dụng kem của Hàn Quốc nè, và Nhung bây giờ thì Nhung sử dụng luôn cả cái peel này nữa. Có nhiều câu hỏi sẽ đặt ra cho Nhung là mình sử dụng nhiều thứ quá như vậy có ok không? Nhưng mà tùy nha mấy chị, khi mà mấy chị thấy những cái da của mình mỗi ngày như thế nào thì mình sẽ giống như là cho nó ăn thuốc bổ cái loại đó.
Và một lần á, Nhung xài trên da mặt của Nhung, thường Nhung xài rất là nhiều những cái loại về serum. Thường là Nhung sẽ xài rất nhiều serum trên mặt của Nhung, bởi vì Nhung có bị hơi bị khô, da Nhung là hơi bị khô, combination khô, Nhung có một chút xíu dầu ngay vùng mũi thôi, không có bị trán luôn, Nhung chỉ bị dầu ở vùng mũi. Thế nên là cái lỗ mũi của Nhung á, thường là cái nơi mà Nhung ghét nhất, là tại vì nó hay ra cái mụn cám á. Thì cái vùng này là vùng mà Nhung ghét nhất. Thì cái peeling peeling này á, cái peeling system này á mấy chị, nó giúp làm cho cái mụn cám của mình cũng sẽ bớt đi dần, và nó sẽ làm se khít lại cái lỗ chân lông. Chị nào mà không hài lòng với cái lỗ chân lông của da mặt mình á thì nên xài cái sản phẩm này. Với cái sản phẩm này không những là chỉ có trị nám, không những là làm trắng da, nhưng mà nó còn giúp cho mấy chị là làm cho se khít lỗ chân lông và giúp làm thay cái da của mình, thì cái da của mình nó sẽ hồi sinh trở lại. Sử dụng sau mà 10 tuần, chị nào mà nám nặng á, nếu mà nó chưa hết thì mấy chị phải có thể tiếp tục sử dụng nó cho đến khi nào mà hết hẳn thì thôi. Còn những chị khác mà bình thường á, thường là mình xài một bộ là đủ. Set kem này độ tuổi nào xài cũng được, nhưng mà em recommend là trên 25 tuổi hãy xài. Tại vì dưới 25 tuổi da vẫn còn rất tốt, trừ khi là do mình sử dụng make up quá sớm, da bị hư, hoặc là da bị mụn quá nhiều thì mình có thể sử dụng ở trong cái tầm độ tuổi 20. Còn dưới 20 tuổi da còn ở trong độ tuổi mười mấy, vẫn còn đang là da non và da phát triển, thường là mấy chị chỉ cần cho các em xài sử dụng sản phẩm bình thường là được. Còn cái sản phẩm này từ 25 tuổi trở nên thì mỗi năm mình xài một lần cho những làn da bình thường. Còn những làn da mà muốn trị mụn hay là muốn làm cho chống lão hóa, cải thiện lão hóa, cải thiện nếp nhăn, cải thiện cái độ trắng sáng ở trên da mặt của mình, thì mình đều có thể sử dụng sản phẩm này. Đặc biệt là các chị nào mà bị nám, các chị nào mà bị những cái vết thâm, những cái vết đồi mồi quá nhiều trên mặt của mình, hoặc là thấy cái da mặt của mình nó không có đồng đều màu. Tại vì có rất là nhiều chị là không bị nám nhưng mà nhìn cái da mặt rất là bị sỉn, tức là nhìn bị tối. Như mấy chị thấy là em không có xài bất cứ một cái gì ở trên mặt của em ngày hôm nay cả, nhưng mà da của mình thì rất là trắng. Da Nhung tới mùa đông nó trắng lắm. Một phần cũng là do gen nữa, tại vì mấy chị người nè, da người đồ này kia của Nhung thì khá trắng rồi. Thì tới mùa đông là da Nhung nó mau nhả nắng lắm. Da Nhung thì làm mấy chị thấy là da người của Nhung cũng cũng rất là trắng rồi. Thì tới mùa đông này mà Nhung mặc đồ mà kín mít đó, là chừng một tháng sau là da da người của mình rất là trắng. Thì cái đó cũng là một phần là do gen của mình, nhưng mà một phần khác là do các chị phải dưỡng da của mình nữa. Thế nên là Nhung có những cái loại kem dưỡng trắng cho body, và mùa đông này là mùa thích hợp cho chị nào mà muốn muốn trắng thì mình sẽ cùng nhau dưỡng trắng. Rồi, để mình xem. Ngày hôm nay cái bộ này, bộ peel này mấy chị, cái bộ peel này ngày hôm nay Nhung bán với giá 195 đô nha. 195 đô, và đặc biệt là mình sẽ có một cái khuyến mại rất là lớn, cái combo package cho tất cả các sản phẩm của ISO. Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng để mà cho cái combo package 5 sản phẩm của ISO, một cái peel da, một hộp serum chống nhăn, một hộp serum trắng da, một hũ kem tế bào gốc trắng da và một hộp lifting mask. 5 sản phẩm là 600 mấy chục đô của Nhung á, 650 hay sao á, mà Nhung sẽ bán với giá chỉ có 499 đô mà thôi cho 5 sản phẩm. Nếu mà ngày hôm nay chị nào mua còn được quà tặng đi kèm là 20 miếng mặt nạ dưỡng da, và cộng kèm thêm quà tặng là gì quên rồi các em ơi. Cái mình có thêm 20 miếng mặt nạ dưỡng da, và mình tặng cho mấy chị thêm một cái kem chống nắng nữa. Đó sẽ là cái combo, đó sẽ là cái combo cho nếu các chị nào mà muốn mua hết tất cả các sản phẩm của công ty ISO. Dạ, cái này là của Hàn Quốc mấy chị nha. Nhung có một cái dòng của Pháp là bên PC Cosmetics, nhưng có nhiều chị thì vẫn thích xài đồ của Hàn Quốc hơn. Thì đây là bộ set kem xóa nám làm trắng da của Hàn Quốc. Mấy chị thấy bây giờ nè, cái này để là 10 phút là hiệu quả của nó là tốt nhất, cho nên Nhung ráng nói để Nhung được 10 phút. Các chị có câu hỏi thắc mắc gì không thì cho em xin ạ. Ok Thiên Ngân, mình lấy sách thiêu nha. Rồi mình có.
Jenny. Chị Lý Kim. Chị Lý Kim 54 tuổi, có chút đồi mồi và hơi chảy xệ. Chị xài cái này da của mình sẽ săn chắc lại lắm chị. Xong rồi chị có thể xài. Em không biết chị Lý Kim buổi giờ có xem em làm với lại cái máy này chưa. Một lát nữa em sẽ làm cái máy này. Nếu mà da bị nhăn và bị chảy xệ thì bắt buộc chị nên invest cho mình một cái máy này đi. 50 tuổi rồi chị ơi, không có gì mà tiếc thêm được nữa hết. Cái máy này mấy chị mà xài chung với lại cái serum á. Máy của em, máy massage này 550 đô. Mình sẽ tặng cho mấy chị là một cái hộp serum tế bào gốc trắng da hoặc là nhăn da. Thì với chị Lý Kim thì nên lấy cái bộ mà chống nhăn đi. Tại vì nó sẽ kết hợp với cái máy này, nó sẽ giúp làm cho da mặt của mình săn chắc lại, không có bị chảy xệ, cũng như là làm lành những cái làm xóa đi những cái vết nhăn của mình. Và sử dụng cái máy này liên tục trong một tuần lễ nha chị Lý Kim, chị sẽ thấy da của mặt của mình săn lại và lifting lên hẳn luôn. Ok Thiên Ngân, mình sẽ lấy mặt nạ vàng nha. Tại vì Nhung không có cái sample của mặt nạ vàng ở đây. Nhưng mà nếu mà chị nào mà muốn lấy mặt nạ vàng chung với lại cái set peel á, mà cái set peel này em tặng cho 10 miếng mặt nạ dưỡng da, mấy chị có thể lấy mặt nạ tổ yến hoặc là mặt nạ vàng nha. Thì chị nào muốn lấy quà nào thì có thể là comment cho nhân viên của Nhung giùm. Tại vì mình peel da xong mình bắt buộc phải xài thêm một miếng mặt nạ giùm em. Hello chị Jenny. Ok Quỳnh Chi lấy một set. Hello chị Amy. Ok chị Laura là lấy một set và chị Tình Như là lấy một set nha. Cái set peel này xài rất là good mấy chị ạ. Mấy chị thấy nè, Nhung để trên da của Nhung nãy giờ là gần 10 phút rồi ha, mà không có vấn đề gì xảy ra, không đỏ, không dị ứng gì hết. Mấy chị thấy chưa? Rồi, Nhung xài trực tiếp cho mấy chị xem để cho mấy chị thấy cái hiệu quả của nó. Và bây giờ sau khi xài step 1 xong thì ở trong cái hộp này, mấy chị coi này, Nhung đã xài hết 5-6 tuần rồi. 5 tuần, tuần này là tuần thứ 5. Nhung phải xài cái sản phẩm trên da của mình, Nhung phải test cái da của mình trước khi mà Nhung có thể đem ra bán cho mấy chị. Là Nhung xài đúng 1 tháng Nhung mới dám bán cho mấy chị. Da của mình lành lặn hẳn và nhìn sáng trắng và mịn màng hơn rất nhiều sau 1 tuần sử dụng. Cái này là mới halfway thôi. Mà ai bây giờ mà gặp Nhung là da nhìn đẹp, chồng Nhung còn khen da Nhung đẹp mà. Rồi, hôm bữa mắc cười lắm. Buổi tối Nhung xài peel xong như vậy nè, cái ổng đi vô, cái tối hôm nào mà Nhung làm peel da xong á, cái Nhung đi vô, Nhung rửa mặt xong hết rồi mà mình đi vô mình đi ngủ, cái ổng kêu mình chứ ủa sao em không xài không tháo make up đi, tại vì làm show xong rồi mình sao không tháo make up đi. Không, nói chứ tháo rồi, đâu có còn make up rồi đâu, mà tại vì ổng thấy cái da mình trắng quá đó mấy chị. Thì thành thử cái này á, mấy chị chỉ cần xài 4 tuần lễ mấy chị sẽ thấy cái da mặt mình nó sẽ bật tông lên rất là nhiều. Và mùa đông này cực kỳ thích hợp để mà sử dụng cho những cái loại như thế này các chị ạ. Bước thứ hai là mình sẽ bắt đầu mình thoa lên. Đây là bước thứ hai, nó gọi là VX-CO2 mấy chị nha. Cái này là sẽ là bước thứ hai trong cái hộp đó. Nó sẽ có hai bước, bước 1 và bước 2. Thì cái bước 2 này, bước 2 này là mấy chị sử dụng nó chỉ có khoảng chừng 5 phút thôi. Bước 2 này mình sử dụng 5 phút cho da bình thường. Còn da nào mà bị sensitive và da mụn thì chỉ cần sử dụng 2 phút. Em nhắc lại, da bình thường, da nám thì mình sử dụng total cho cái peel da là 15 phút. Nhưng da mụn và da sensitive mấy chị chỉ cần sử dụng 5 phút mà thôi. 3 phút cho cái bước 1 và 2 phút cho cái bước 2. Còn nếu như da bình thường thì mình sử dụng 10 phút cho bước 1 và 5 phút cho bước 2. Bước 2 này nó sử dụng công nghệ sủi bọt CO2. Tức là nó sẽ làm sủi bọt là sao? Tức là nó sẽ hơi sủi bọt là nó lên bọt đó mấy chị. Thì khi mỗi một lần nó lên bọt như vậy thì nó sẽ làm một cái circulation trên cái da của mình. Tại vì hồi nãy cái peel da đó là cái chất nó xuống da, nó tẩy da, rồi nó đã kill những cái da chết ở dưới da của mình. Mình không mắt thường mình không nhìn thấy được. Và cái này thứ hai này, khi mà nó xuống da thì nó sẽ đẩy cái chất dơ đó lên. Nó cứ đẩy cái chất dơ đó lên cho mình để cho nó lấy ra luôn cái chất dơ mà cái bước 1 đã hoạt động trên da của mình. Ok chị Lý Kim, mình lấy cái peel 195 và mặt nạ yến. Ok chị. Rồi. Cái bước thứ hai mấy chị thấy đây nè, cái gel của nó cũng hơi trong suốt, cũng rất là trong suốt. Và cái bước thứ hai này
khi mới chỉ bôi lên nó sẽ hơi shocking cái skin của mình một chút xíu. Nó sẽ làm shocking cái skin của mình thì trong vòng khoảng 5 giây đến 15 giây mấy chị sẽ thấy cái da của mình nó hơi burning một chút xíu, nhưng mà nó sẽ không làm đỏ da, chỉ là cái tác dụng của sản phẩm nó đang hoạt động trên da của mình mà thôi. Thì mấy chị không rửa cái bước 1 nha, không rửa bước 1, để nguyên da là mấy chị thấy cái da của mình căng bóng dễ sợ không? Không rửa bước 1. Bước thứ hai này, mấy chị nhìn nè, nhung nhúng vào, nó đang là trong suốt như vậy, nhung nhúng vào nó sủi bọt như vậy, nó gọi là công nghệ sủi bọt. Nó sẽ lên bọt trên da của mình. Đó, mấy chị nhìn nè, nó là trong suốt nè, nhưng mà mình thoa lên một cái là nó bắt đầu nó sủi bọt. Tránh đừng có xài sát vào cái vùng mắt của mình quá, tại vì nó không nên bị dính vào trong mắt của mình mấy chị nhé. Cho nên là chị ráng cẩn thận xài ở ngoài, ngoài xa xa cái vùng mắt của mình một chút xíu. Đây, mấy chị thấy nó sủi bọt không? Nè, em để gần cho chị xem. Đó, thấy không? Khi mấy chị thoa lên, nó sẽ lăn tăn lên liền trên cái da của mình. Em rất thích xài cái này trên cái vùng mũi của em, tại vì nó sẽ... nó sẽ lấy đi cái mụn, mụn kém trên da mũi của mình rất là tốt. Nó làm cho cái lỗ chân lông mình khít lại á, thì nó sẽ hạn chế cái sự mà sinh sôi nảy nở và làm cho cái vùng mũi của mình bị bự ra. Cái lỗ chân lông á, em sợ cái lỗ chân lông bị to lắm. Em mới nhìn thấy không? Rồi, nhớ hồi nãy em có xài cổ không? Thì mình cũng phải thoa lại xuống cổ nha. Hôm nay em không bán mặt nạ chị Hạnh ơi, tại vì em ở nhà đó, cho nên em không có đem mặt nạ về. Mà mỗi giờ bán mặt nạ nhiều quá. Đầu tháng em bán lại nha. Bữa nay là cuối tháng rồi, em đang hướng dẫn cho các chị gái để mà sử dụng sản phẩm cái. Chị Hạnh mà mua mặt nạ là em sẽ bán lại vào tuần sau chị Hạnh nhé. Tại mặt nạ mới về mà hôm qua nó về tới mấy chục thùng luôn. Mà em chưa có soạn hàng á, cho nên nó không có lấy ra, không có bán được. Rồi, em nhắc lại là cái này á, thường là mấy chị xem nè. Mấy chị xem nè, mặt của em xài hết một cái mặt, em xài xuống cổ luôn mà nó vẫn còn dư như vậy nè. Thì á, ngày thường em mà xài ở nhà đó là em sẽ xài, em thoa xuống tay, em thoa xuống chân luôn. Tại vì cái này mình peel không phải là chỉ cho da mặt luôn, mà mình có thể peel cho da người nữa. Thế nên là cái kem này á, cái kem này em quên nói, em có cái này á, nếu mà chị nào mà bị mụn ở cái vùng lưng á, hay là bị mụn ở cái vùng cánh tay á, mình có thể peel nó luôn nha. Thì những cái dư như vậy nè, những cái gel dư như vậy của cái bước 1 và bước 2, nếu chị thoa lên cái vùng cánh tay hoặc là mấy chị thoa lên cái vùng sau lưng, thì nó sẽ làm giúp cho cái lỗ chân lông á, nó sạch hơn và nó sẽ làm lành cái vết mụn của mình. Mùa đông này em thấy có rất là nhiều người sẽ bị mụn ở hai cái vùng cánh tay, mụn ở đùi hoặc là mụn ở đằng sau lưng, là do mình mặc đồ nhiều quá và mình bị bí, hoặc là do mình không có xài lotion thì nó sẽ làm cho cái da của mình giống như là bị sần á, bị khô rất là nhiều. Thì mấy chị sẽ biết là mùa đông này da chết nó sẽ xuất hiện rất là nhanh trên da của người của mình. Tại vì giống như là em nói ngay từ cái đầu live là thời tiết nó làm cho cái da mình cực khô, nó lấy đi hết chất ẩm da của mình. Và mấy chị không consistently, không có thường xuyên mà bỏ lotion trên da của mình thì cái da của mình cực kỳ dry. Và do một phần là ở bên ngoài, rồi mình vào trong nhà mình toàn là xài heat không à. Đố có nhà nào mà mùa đông mà không bật heat ít nhất một vài ngày, tại vì nó lạnh gần chết. Còn không thì đi chỗ làm thì người ta cũng sẽ phải bật heat chứ, không có, nó lạnh quá chịu gì nổi đúng không ạ? Thì nó sẽ làm cho cái da của mình rất rất là khô. Thiệt ra là hello chị Eva. Cái đốm trắng trên da mặt của mình là mấy chị, em nghĩ chị và cho em xin cái hình chụp của chị, tại vì em còn phải không dám nói gì hết nếu mà em không nhìn được cái hình da của chị. Thì thường là cái này mình có thể sử dụng từng bước để mà dưỡng da. Cái này là một trong những sản phẩm giúp làm đồng đều da, thì cũng có trong cái loại mà nấm đốm trắng, mình cũng có thể sử dụng được luôn. Và những cái loại thuốc thì em không biết là thuốc gì cho nên em chẳng dám nói. Thuốc thì em chẳng biết, em nhưng mà thuốc em nói thiệt nha, thuốc là
Với em thì em hồi đó em cũng nghe nhiều chị nói và em cũng có bán, nhưng mà em không thấy cái hiệu quả của cái thuốc trắng da nó tốt bằng collagen hoặc là nó tốt bằng sâm. Thế nên là khi mà các chị hay hỏi em về những cái loại thuốc uống để làm mà đồng đều da thì em nghĩ là các chị cân bằng lại cái sự ăn uống của mình và dưỡng dưỡng da của mình, rồi uống collagen á, thì em nghĩ nó better hơn là uống thuốc. Tại vì thuốc thực ra là như vậy nè, mấy chị phải nghĩ nha, một viên thuốc thì khi mà mấy chị uống vào người thì nó sẽ đi hết toàn da người, chứ nó không có thể nào mà chỉ có lên trên da mặt của mình không được, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mình làm cái mặt thì nó sẽ chỉ ở trên mặt của mình thôi. Còn khi mấy chị uống vào trong người của mình thì mấy chị phải đặt ra câu hỏi làm sao trong cái bộ phận cơ thể của mình nó figure out được là cái nào lên mặt và cái nào đi xuống da người của mình. Thế nên uống một viên thuốc bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là vừa để cho da mặt của mình nó hồng hào trở lại. Thế nên thường là em hay nói là em tin vào collagen và sâm nhiều hơn, là bởi vì những cái này là nó tác dụng bổ cho sức khỏe nhiều hơn là em hay nói về 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 sắc đẹp. Sâm thiệt ra khi mà mình uống thì máu huyết nó lưu thông điều hòa, nó sẽ làm cho da mặt của mình luôn được hồng hào và tươi trẻ. Collagen khi mà mấy chị uống, ngoài trừ nó làm cho cái da mặt của mình đẹp mà nó còn làm cho cả người của mấy chị khỏe. Tại vì collagen nó nằm ở tất cả các tế bào da và thậm chí là ở trong những cái mô ở trong đường ruột hay là gan, thận, phèo, phổi, nói chung là bộ phận nào cũng cần collagen hết. Những cái xương khớp của mình như thế này cũng cần có collagen để cho nó tái tạo lại cái sụn. Thế nên là em chỉ có uống hai thứ để mà làm cho da đẹp, đó chính là sâm và collagen. Ngoài ra em không có sử dụng thêm cái thuốc trắng da. Và thuốc trắng da là nếu mình có cái vitamin C á, mấy chị mùa đông này chắc tuần sau em sẽ có thuốc vitamin C để trở lại cho mấy chị. Thì vitamin C là tất cả những mấy chị, nếu mà mấy chị coi những cái hộp thuốc trắng da lật ra đằng sau thế nào cũng sẽ có nguyên liệu là vitamin C hoặc D hoặc E, thì đó là những cái nguyên liệu mà mấy chị có thể tìm thấy và mua để uống vừa khỏe mà vừa an toàn. Thì em hay sử dụng vitamin C, tại vitamin C nó cho mình cái chất đề kháng tốt, và uống vitamin C một ngày 2000 mg đến 3000 mg tự động da của mình sẽ trắng. Ở Cali giờ này đang mần ăn sao mua live được người đó. Chị Thu thì em để cái livestream này lại yên cho chị nào mà muốn xem lại thì có thể xem lại nha. Cái này là ngày, bởi vì thường là thứ bảy á em sẽ thường thứ bảy thì em làm cho khách nào mà nghỉ không đi làm, ngày thường, tại vì có nhiều chị ngày thường không xem, đi làm không có xem được, rồi buổi tối tức khuya không nổi thì có ngày sáng thứ bảy nghỉ ở nhà xem. Còn chị nào mà ở Cali giờ hơi hơi sớm hơn bên giờ Texas xuống chút xíu thì tháng từ bắt đầu từ tháng 11 á, em sẽ thay cái giờ livestream của mình lại một chút xíu. Tháng 11 thì em sẽ làm hai tăng cường hai tối ban đêm cho mấy chị, ấy là ba tối và ban đêm để cho các chị có thể xem, và em sẽ ráng làm live trễ một chút xíu, tại vì mấy chị cũng thông cảm, tại vì sức khỏe của em nó không được tốt cho nên em hạn chế là làm live ban đêm. Thì mai mốt em sẽ có 4 ngày làm live buổi tối thứ hai và thứ ba. Thì em sẽ làm live vào lúc 7 giờ rưỡi cho đến khoảng 10 giờ, 10 giờ rưỡi ha. Thì giờ đó là giờ trễ, thì giờ Cali hay là giờ những cái tiểu bang East Coast đều có thể xem được. Tối thứ năm thì em làm 8 giờ cho đến khoảng 10 giờ. Rồi tối thứ sáu á, thì em sẽ làm sớm hơn một chút xíu ở ngoài tiệm để cho anh Vinh làm, thì khoảng chừng 5 giờ là em sẽ phải lên rồi. Còn lại thì có ngày thứ tư, còn lại là sáng thứ tư, và nó sáng thứ tư, sáng thứ năm và sáng thứ bảy thì em sẽ vẫn làm vào cái tầm giờ này để cho các chị nào mà xem buổi sáng thì mình có thể xem được. Cho nên là một tuần 6 ngày em làm nhiều cái khung giờ khác nhau, các chị đều có thể xem được nha. Rồi, sau khi mà em apply cái bước thứ hai, sau khi em apply cái bước thứ hai, cái này là mấy chị, em cho mấy chị xem lại. Bước 1 là solution, là peeling, là solution. Bước 2 là
cái bước CO2, bước này nó làm cân bằng lại cái da của mình và nó đẩy cái tế bào da chết của mình lên. Nó đẩy tế bào chết da của mình lên. Xong sau đó mấy chị chỉ cần rửa mặt lại với nước. Mấy chị xem da mặt của em nè. Không bị đỏ, không bị độ, không bị lột, không có gì hết. Em vậy lát nữa là chị lo ra sao bị quên, em nói xong là chị quên ngay á hả? Một lát nữa cái video này á, có gì em sẽ cho nhân viên cắt ra và lưu lại. À các chị nếu mà muốn xem lại các video của em á, các chị qua bên kênh YouTube của em nha, tại vì Facebook bây giờ nó quét ghê lắm cho nên là em không có để video lên được. Thì thành thử là livestream ngày hôm nay á em làm xong, nếu mà mấy chị nào mà muốn xem lại, tại vì là cái Facebook á, bài nó post lên mỗi ngày cho nên dễ bị trôi. Mấy chị muốn xem tất cả các video của Nhung, các chị qua bên kênh YouTube giùm Nhung. Bên đó Nhung có nhiều video hay lắm. Mấy chị có thể xem những cái video mà Nhung hướng dẫn làm sản phẩm, hay là Nhung nói chuyện với chị Thiết, hay Nhung nói chuyện với lại ông bác sĩ mà Korea mà làm cho cái sản phẩm nhân sâm của Nhung á. Tất cả nó đều nằm ở bên cái kênh YouTube của Nhung hết. Các chị giúp Nhung subscribe cái kênh YouTube là Thùy Nhung Shop. Các chị qua bên kênh YouTube các chị sẽ kiếm được là Thùy Nhung Shop nha. Em để bên kênh YouTube với chị Laura ơi, lát hồi em nói nhân viên em gửi cái kênh kênh YouTube cho chị nha. Ok. Em hay ăn trái cây lắm mấy chị ơi. Từ nhỏ đến lớn là em ăn trái cây rất nhiều. Em ăn trái cây trừ cơm sáng, hoặc là em uống sữa protein để mà em trừ cơm sáng. Rồi. Cái bước 1 là peeling. Bước 2 là mình làm cân bằng lại độ ẩm của da và để làm cho tẩy cái da, đẩy đẩy cái chất độc ở dưới da của mình lên. So cái peeling này một phần á mấy chị, nó giống như là detox skin và nó làm sạch da và nó làm cho da của mình sáng trắng. Mấy chị xem không? Ai mà muốn da mặt căng, da mặt như cái gọi là giống như là thay da mà da mình sẽ là mịn màng giống như là trứng gà lột á, cái đó gọi là đẹp tuyệt vời, thì sử dụng peeling. Cái này thì với em một năm em xài chỉ một lần, để cho cái da mặt của mình nó được sạch và nó luôn được tươi trẻ. Rồi, xong sau đó mấy chị chỉ cần rửa mặt lại với nước nha. Mấy chị chỉ cần rửa mặt lại với nước giùm em. Chỉ cần rửa mặt lại với nước lạnh. Da này là da thật của em nên mấy chị, không có đem make up gì hết đó. Da này là da thật của em. Ok. Rồi. Mấy chị thấy không? Peel xong là da đẹp không? Một tuần cái này mình peel nhanh lắm, thiệt ra là một một cái peel này mấy chị làm chỉ có 15 phút mà thôi. Một cái peel này mấy chị chỉ cần làm có 15 phút mà thôi. Trời, chồng tôi ông đi làm mà ông chắc là ông làm xong rồi ông bay vô ông gì đó, ông bắn tim, ông thả tim đùng đùng từ lưa hết à. Mỗi tuần peel một lần chị ơi. Một tuần mình chỉ cần peel một lần thôi, cái này không peel nhiều nha. Cho nên mấy chị chọn một ngày cuối tuần, giống như Nhung nè, mấy chị chọn một ngày cuối tuần xong rồi mấy chị peel da của mình nhé. Chọn một ngày cuối tuần rồi mình làm cái step này chỉ có 15 phút thôi, tại vì Nhung vừa làm Nhung vừa nói thì nó hơi lâu. Nhưng mà khi mà mấy chị làm ở nhà đó là total là chỉ có 15 phút thôi. Da chị nào mà sensitive á thì lần đầu tiên mình sử dụng 5 phút thôi giùm em. Hồi nãy là em làm xuống như cái cổ luôn. Dạ nè, mấy chị thấy không? Hồi nãy là hồi sáng lúc mà em vô là mặt em đâu coi kẹp. Cái này kẹp của chị Tiffany tặng em. Cái này kẹp của chị Tiffany tặng em. Peel xong da sạch đẹp dễ sợ luôn á.
Cho nên em rất thích là mỗi lần em peel da xong á là nhìn còn đẹp hơn là mình make up nữa. Tự tin với mặt mộc đi ra đường là đây đó chị ạ. Ok. Các chị nào mà muốn da mình đẹp, chịu khó, mà cái này là cả một quá trình kiên nhẫn nha. Cái này là cả một quá trình kiên nhẫn nha. Cái này là cả một quá trình kiên nhẫn tại vì nó phải là 2 tháng rưỡi, 10 tuần lận, không có gấp. Đừng có gấp với mấy cái vụ này giùm em. Mấy chị tuyệt đối không gấp với cái vụ này giùm em nha. Không bị bỏng da, không bị rát da và không có làm cho da của mình bị một cái gì hết á, nó sẽ không có lột da đâu. Mấy chị nào mà đi facial mà hay bị mấy người kêu mà xài lột da đi, xài tẩy da đi, chemical peel á là nó sẽ làm cho mấy chị cái da của mấy chị là khô hết lại. Rồi á là nó lột ra từng mảng thấy ghê lắm. Không, cái này không có nha. Cái này là cái công nghệ mới nè mấy chị thấy không? Làm xong là sạch bon. Đẹp chưa? Thế. Làm xong là sạch bon. Nhưng mà làm xong khi mà peel da rửa mặt xong mấy chị sẽ thấy cái da mặt nó bị hơi lăn tăn, da mặt nó sẽ hơi bị lăn tăn. Thế nên là em tặng cho mấy chị những cái miếng mà miếng mask, tại vì cái da này bây giờ là giống như là da mới, da mới hoàn toàn luôn. Cái chỗ nào mà mấy chị thấy nó hơi rát, hơi đỏ mà nó hơi lăn tăn là cái chỗ đó mấy chị đang bị bệnh, giống như em bị ở cái vùng gò má. Thường là cái da ở cái vùng gò má là nó sẽ bị làm cho bị lăn tăn nhiều nhất. Thì mình sẽ sử dụng ngay những cái miếng mặt nạ mà Nhung gửi cho mấy chị, giống như cái miếng mặt nạ vàng á. Nhung gửi cho mấy chị cái mặt nạ vàng để cho mấy chị sử dụng liền. Để cho mình không có bị rát. Thường khi mà làm xong như vậy á mấy chị là cái da của mình sẽ rất là đẹp. Để cho mình có thể làm trời ơi, tôi đang livestream mà gọi hoài vậy ông xã. Thiệt tình á. Yes, đúng rồi đó chị. 2 tháng. Chị cho Laura nhắc em mới nhớ. Bây giờ là đầu tháng 11 là bắt đầu mình làm từ từ. Bây giờ đến Noel là da đẹp hoàn toàn rồi đó. Thích hợp vô cùng luôn. Đây, mình sẽ lấy một cái miếng mặt nạ ra để mà mình ấy. Cái mặt nạ này là mặt nạ tổ yến. Chị nào mà muốn lấy mặt nạ vàng thì lấy mặt nạ vàng hoặc là lấy mặt nạ tổ yến thì cũng được hết. Em tặng cho mấy chị 10 miếng. Làm xong thì làm peel xong cái da của mình nó sẽ hơi bị rát một chút xíu. Rất là bình thường nha. Mặt nạ tổ yến bây giờ mình còn rất ít Huyền ơi. Cho nên là mình sẽ không có bán đâu. Mặt nạ tổ yến bây giờ mình để dành cho tặng á. Mặt nạ tổ yến mình sẽ không bán nữa tại vì mình còn ít lắm. Cho nên bây giờ mặt nạ tổ yến mình sẽ chỉ có mặt nạ tổ yến là bây giờ mình chỉ dành để tặng cho chung với lại cái set peel da thôi. Cho nên là sorry Huyền nhé. Chị Phi Phi Phan. Ok chị Phi Phi Phan, chị em tặng cho chị 10 miếng mặt nạ, chị muốn lấy mặt nạ tổ yến hay mặt nạ vàng à? Em sorry là tại vì em không có đem cái mặt nạ vàng về á. Cho nhưng mà nếu mà chị muốn lấy mặt nạ vàng á thì chị có thể lấy nha. Bữa trước em có làm cái mặt nạ vàng. Dạ. Yeah. Rồi, cái set peel da của em 195 đô. Ok Huyền nha. Huyền lấy mặt nạ yến ha. Sao mặt nạ yến này cũng thơm quá. Rồi. Để cho nó dưỡng lại. Thì mình đắp mặt nạ mình dưỡng thêm cho khoảng chừng 5-10 phút nữa thôi. Thì tổng cộng giai đoạn mà mình dưỡng da mặt của mày 30 phút. 1 tuần 30 phút dành cho da mặt của mình. Mà nói chung là Nhung điệu lắm. Nhung điệu lắm cho nên là bóp được không? Em chị mình có thể lấy 5 miếng tổ yến hoặc là và 5 miếng vàng mix đi nha. Em tặng tổng cộng là 10 miếng thì mấy chị có thể mix cũng được hoặc là mấy chị lấy nguyên cũng được. Ngày hôm nay em cho mấy chị mix lại 5 tổ yến hoặc 5 vàng. 5 tổ yến và 5 vàng thì tổng cộng là 10 miếng cũng được. Ok chị nhé.